chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn thầy cô những người lái đò thầm lặng từng ngày từng giờ đưa đón các em học sinh đến với bến bờ tri thức những người làm nghề chở chữ cho đời ấy lặng lẽ đến giới vùng sâu vùng xa âm thầm leo núi đến tận bản làng xa xôi hẻo lánh ngày ngày băng rừng lội suối để mang con chữ đến giới học sinh nghèo họ hy sinh hạnh phúc gia đình nhỏ để đổi lấy niềm vui lớn làm con đò chở đầy tri thức cho trẻ thơ kém may mắn ở những vùng quê nghèo những thế hệ học sinh việt nam luôn mang ơn thầy cô và không ít người đã cùng tiếp nối hành trình của thầy cô để làm nghề như là lời tri ân thầy cô kính mến của mình. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh một lần về thăm trường cũ của tác giả Kim Mỹ qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Tường Duy trong giai phong, Kim Cương trong giai cô giáo Hồng, Hữu Phúc trong giai thầy tâm, hiệu trưởng, Kim Liên trong giai dì năm. Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại nhà Qua Hồng, trời đang mưa lớp phất, cô đang ngồi rầu rỉ thì phong, anh họ của Qua Hồng đến. Nè, sao gọi buồn với em gái? Em đâu có sướng như anh mà vui, suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Bây giờ lại đi dạy ở cái chỗ, nghèo thiệt là nghèo nữa. Mưa gió như vậy mà lát nữa lội tới trường Nghĩ tới là em chán ghê Lương tháng thì chẳng có bao nhiêu Anh đâu có mượn tiền đâu mà than dữ vậy Làm cô giáo quay thấy mồ mà than Thử làm đi rồi biết Em đâu có muốn đi dạy Tại ba má em cứ bắt em học sư phạm Má em nói có con gái làm cô giáo Bà con hàng xóm quý mến bả Đi đâu cũng gật đầu Chào má cô giáo Nghề nào cũng cao quý hết em à Nhất là nghề giáo Được biết bao người trân quý anh nói hay á, sao anh không làm giáo viên đi? Thì anh nó cũng giống như em, cũng phải nghe lời cha mẹ, học theo ý của ba mẹ. Bây giờ ra trường á, không có việc làm, nên long nhong nè. Nhà anh giàu, anh không đi làm cũng có tiền xài nữa. Còn em á, mỗi ngày phải đạp xe hai lượt gần ba chục cây số. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa thì đường lầy lội trơn trượt. Em bị té hoài, có bữa tới trường quần áo lắm lem hết trơn à. Ủa, em đi xe đạp hả? Nói là xe đạp vậy thôi Ba mẹ mua cho em chiếc xe máy Tuy vậy á, vẫn mệt đứt hơi á Thang giảng hoài Giờ đi xã stress nè Đi phượt với anh hen Đi phượt hả? Em thích lắm á Đi ở đâu? Đi lên điện biên Trời, anh rảnh quá hen Đi tới ngoài đó thì Em bó tao hài với anh luôn á Đi du lịch á, em khỏi lo tốn tiền Anh phong bao hết Nhưng em mắc đi dạy Em chán dạy thì nghỉ đi, lo gì. Nhưng mà không có em, học sinh buồn lắm. Nghĩ lại cũng thấy thương mấy đứa nhỏ. Có lần em bị té xe, chân đau quá à. Vô tới lớp, học trò thấy vậy á. Đứa thì chạy về nhà lấy dầu sức cho em. Đứa thì lấy gừng đâm dập bó với rượu cho em. Có đứa khóc nữa đó anh. Nhớ lại cũng thương học trò lắm anh. Có học trò ngoan như vậy mà không thương sao được. Bây giờ muốn đi không? Một phút là tới Hà Nội liền Một phút nữa là tới vùng cao Dùng dân tộc thiểu số Anh đang xem phim Tây Du Ký á hả? Thì đi du lịch ảo mà Đây, em nhìn clip này đi Cô giáo dùng cao nè Thấy cổ bản lĩnh chưa? vượt qua suối bằng bè luôn nè Ủa, đi dạy á Mà phải chống bè qua suối như vậy hả? Ghê vậy Như vậy là bình thường Mùa lũ mới đáng sợ Có cô giáo chống bè qua suối để đến lớp Đang đi giữa suối thì nước lũ dâng lên, cổ bị nước cuốn trôi cả trăm mét đó. Mai mà nhờ học trò nhảy xuống suối cứu, nên cô giáo mới thoát chết. Thay thương quá Chưa hết đâu, chống bè qua suối xong á, thì cô giáo còn tiếp tục leo dốc núi hơn một km để đến lớp đó, vì lớp học trên đỉnh núi. Vậy mà cô giáo không bỏ buổi nào, bữa nào mưa gió cô đến trễ, thì học trò nhỏ cứ trông ngóng cô giáo. Thương các em quá, nên cô giáo dẫn đến trường. Cô nào cũng có thâm niên chục năm ở vùng núi cao hết, Dớt giả nguy hiểm vậy mà các cô vẫn đi dạy. Em phục các chị ấy quá. Đây, cô giáo này á thì con mới 8 tháng đã cai sữa, rồi đi dạy cách nhà 28 km. Mà phải qua 18 km là đường núi trơn trượt, toàn đá học. Đi bằng xe máy cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Còn đây là cô giáo ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình nè. Cô giáo này thấy các em mỗi lần đến lớp phải lội qua suối nguy hiểm nên cô mới bàn với chồng bán con bò mua chiếc ghe chở các em đi học. Thấy tâm lòng cô giáo dùng cao đáng khâm phục chưa? Đúng là đáng khâm phục á. Các cô giáo đó yêu nghề mến trẻ hết mực luôn anh. Các cô vừa vất giả lại thương học trò. Còn em đi dạy ở đây á, chạy xe bon bon trên đường nhựa. Lâu lâu trời mưa bụng xình văng lên chút đỉnh mà than quá trời à. Đường vô trường của em chưa có tráng nhựa. Đã vậy còn phải qua cây cầu lắc lẻo trên sông lần nào qua á tìm em như cũng đánh lô tô á con đường nhỏ bé ấy dài mấy cây số mà em rên dữ vậy dạ có hơn hai trăm mét à nhưng tại đường hẹp trơn trượt khó đi lắm em mà có tiền á em bỏ ra làm đường làm cầu lại cho các em đi học an toàn á thôi em chuẩn bị đi dạy đây vậy hôm nay á anh chở em gái đi dạy sẵn tham quan trường của em luôn hen em dạy trường cũ hồi nhỏ anh có đi học ở đó mà một thời gian sau, tại xóm nghèo gần trường học, cô bác vui mừng vì con đường lầy lội trước đây đã được tráng nhựa, cây cầu cũ cũng được thay bằng cầu bê tông chắc chắn. Tại nhà thầy hiệu trưởng, sau khi dự lễ khánh thành cầu đường, cô bác trong xóm nán lại nhà thầy trò chuyện vui vẻ. "Đừng về nha quý thầy cô, ăn chè thân cho khỏe." Bữa nay vì năm nghỉ bán một cử chè Đem nguyên nồi về đãi quý thầy cô Nhất là thầy hiệu trưởng Phải ăn thiệt là nhiều mới được ăn ngang Nhờ thầy mà học trò ở đây Mới có đường láng nhựa đi Nhờ thầy mà tụi học trò Có cầu xi măng qua lại Khỏi sợ té sông <laughs> Dì năm ơi Đây là công trình nhà nước Và nhân dân cùng làm mà Mỗi người chút ít hùng lại để làm đường láng nhựa Nhất là phải kể đến công của em Phong Mà mình mới có con đường này đó và có thêm cây cầu ngon lành như vậy nè dì Năm Thầy nói là em mắc cỡ quá hà Thầy là người hiến đất để làm đường Tâm của thầy á vì học trò quá lớn Em chỉ góp chút ít thôi ạ à. Ủa, mà sao có cháu trai này dính vô vụ làm cầu vậy thầy Dạ, ảnh là anh họ của con đó dì Năm Có một lần á, ảnh chở con đi dạy Đi qua con đường này lúc mùa mưa Ảnh cũng bị chụp ếch Bận về, ảnh cũng suýt bay xuống sông luôn á dì Năm đúng là trai thành nên yêu thiệt. Vậy là thua bà già này rồi ngang. Vì năm á, mỗi ngày á, quải gánh chè đi qua đi lại con đường này hàng chục lần. Mà có té ở đâu? Ý, có lần té, quên nữa. Lúc đó con gì đi học, nó chạy phía sau. Nó té cái ịt, nó kéo dì năm té theo, là nguyên cái nồn chè đổ tư tung. Thì anh Phong bị té như vậy á, ảnh mới thấy thương học trò thương thầy cô nên ảnh về thành phố kêu gọi bạn bè trong nhóm thiện nguyện của ảnh hùng tiền làm đường rộng ra cũng nhờ thầy hiệu trưởng mở hàng hiến đất nên bà con ở đây làm theo nhà nước á mới cùng với dân làm đường làm cầu ngon lành bởi vậy thầy cô học sinh ở đây á cảm ơn nhóm thiện nguyện của em phong đã cho tiền làm đường làm cầu mà còn ra công xây dựng nữa thật là quý ảnh là kỹ sư xây dựng mà thất nghiệp đó thầy ảnh thích làm thầy giáo mà ba má của ảnh á bắt ảnh làm kỹ sư nên bị thất nghiệp á hèn chi á vì thấy cháu xây cầu như là mấy ông thợ đúng là kỹ sư cầu đường mà dạ nhiệm vụ của tuổi trẻ tụi con mà gì thầy ơi em từng sống ở quê này từng học với thầy cũng tại ngôi trường này không ngờ bây giờ nó xuống cấp quá chừng hà con đường đến trường ngày càng sạt lở làm cho chuyện đến lớp của các em gặp khó khăn hơn em đóng góp công sức cho học sinh đến trường thuận tiện dễ dàng. Điều này quý vô cùng. Thầy cảm ơn em nhiều nha Phong. Dạ đây là món quà của học trò cũ khi về thăm trường mà thầy. Nhiệm vụ đàn anh của các em hiện nay mà. Lúc trước em và các bạn hay đi phượt ở ngoài Bắc. Thấy các em học sinh miền núi, đường đến lớp của các em còn gian nan hơn các em ở đây nhiều dữ lắm. Vậy mà thầy cô rồi học sinh cũng tranh thủ đi dạy, đi học đó thầy. Bởi vậy mình phải tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường Nhất làng nhỏ Hồng cứ than thở đường đến lớp trơn trợ khó đi mà ba má con bé cứ ép nó đi dạy. Anh Phong này, thầy đừng có nghe ảnh, em không có như vậy đâu thầy. Thôi, anh Phong đối hộ nỗi lòng của em đó. Cô Hồng nè, cô đừng nghĩ dạy nghe. Con gái của dì Năm thích cô dữ lắm á. Nó nói cô Hồng đẹp, dạy hay, hát hay, kể chuyện hay. Vừa đi học về là nhắc cô liền hả. Dạ, nói thiệt á, là lúc mới về đây á, con cũng thấy chán, cũng có ý định là muốn nghỉ dạy á. Nhưng mà bây giờ á, con bắt đầu cảm thấy hình như con sinh ra là để làm cô giáo. Nhìn các em học sinh nhỏ bé mở to mắt lắng nghe con giảng bài, khiến con càng thấy mình á, phải làm tròn bổn phận của người thầy. Đừng vì chút khó khăn mà dội nản lòng đó gì năm. Vậy là bây giờ yêu nghề thiệt rồi ha. Dạ. Hồng nè, tâm trạng đó không chỉ của riêng em đâu. Ngày xưa khi thầy mới ra trường á, thầy cũng như em, buồn, chán khi thầy đến với ngôi trường ở bên kia sông. Vậy mà mưa bão cũng có học sinh đến lớp. Các em học lớp 1, lớp 2 mà đã 9-10 tuổi. Các em bảo nếu thầy không đến đây á thì các em không bao giờ biết chữ. Thì học trò ở quê mà, đâu có tiền ra chợ học, nên dốt là vậy đó. Đường đến trường thì gian nan vất giả, đồng lương chẳng nuôi nổi vợ con, nhưng mà thầy vẫn tiếp tục theo nghề vì nhiều em đang cần đến thầy mình là người lái đò nếu có người cần qua sông chả lẽ mình bỏ sao nhất là con đò chở người đi tìm tri thức thì nhiệm vụ nặng lắm không bỏ được đâu các em bây giờ dù đường đến trường có khó khăn đến đâu em cũng không chán nản nữa hồi trước mẹ thầy kể khi mới hòa bình cuộc sống vất vả lắm mẹ thầy vừa đi dạy học vừa chở theo thầy đến lớp đi bằng xe đạp, lượt đi lượt về mấy chục cây số. Bây giờ có nhiều học trò cũ vẫn nhớ mẹ thầy, Tết năm nào cũng về thăm. Học trò phải nhớ ơn thầy cô chứ, không thầy đố mày làm nên mà. Bởi vậy á, mấy đứa học trò ở đây á, tụi nó lên đại học, ra trường đi làm rồi, mà Tết năm nào cũng về thăm thầy hiệu trưởng. Em nghe chuyện của thầy hiệu trưởng á, nghĩ lại bản thân mình, em mất cỡ quá Em còn trẻ, Thầy tin rằng em sẽ thay đổi khi ngày càng nhận ra rằng nghề giáo là một nghề cao quý. Thầy cô giáo là những anh hùng vô danh, bác hồ dạy như vậy mà. Cũng nhờ những hy sinh thầm lặng của thầy cô mà bây giờ mới có nhiều thế hệ học sinh thành đạt. Em suy nghĩ lại rồi, em quyết sống chết với nghề dạy học. Tốt, em nên nhớ, được trở thành giáo viên là điều rất thiêng liêng. Em nên tự hào, vì em có sứ mệnh cao cả là mang lại nguồn tri thức, đạo đức và nhân cách giúp học sinh tiến bộ thầy tin tuổi trẻ các em sẽ có những bước đột phá mới để xây dựng trường tốt đẹp hơn dạy dỗ các em học sinh giỏi hơn tuổi trẻ tài cao mà thầy đừng lo nhóm thiện nguyện trong độ xây dựng của tụi em tiếp tục ủng hộ trường mình cần gì thì thầy cứ nói nhóm tụi em sẵn sàng ủng hộ <laughs> vì năm thấy trường còn thiếu nhà vệ sinh các cháu giúp được không dạ được thầy định vị đi xong rồi cho tụi em hay nhưng mà mình đâu còn đất nữa. Phía sau á là đụng miếng đất trống của dì Năm rồi. Vậy thì dì hiến luôn. Dì với học trò ở đây á, mắc nợ thầy cô nhiều lắm. Thầy cô nào cũng tận tụy dạy con cháu gì dì. dì cho miếng đất nhỏ xíu đâu có sánh được với những hy sinh, những đóng góp to lớn của thầy cô vì học trò xứ này đâu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh một lần về thăm trường cũ của tác giả kim mỹ đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt